Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Áp lực mà nàng ta mang tới cho ta không thua kém Diệp Thần. Huyết mạch của nàng ta đã hoàn toàn thức tỉnh. Trong người, cùng thế hệ của đại sở hiện nay, trừ Diệp Thần không ai có thể thắng nàng ta. Nghe sư phụ nói, một cao thủ cấp bậc đánh phối hợp sẽ có sự ăn ý, ngầm vượt qua dự liệu. Các người mau nhìn đó là cái gì? Hắn là linh hồn xuất khiếu. Nhục thân của hắn đang khô héo. Sao linh hồn đột nhiên xuất khiếu? Sư phụ sẽ không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì mới nào. Linh hồn trước khi chưa tiến ra nguyên thần là không thể nào hoàn toàn rời khỏi nhục thân. Đây là gốc rễ để tu hành. Không có gốc rễ, nhục thân tự nhiên là sẽ lụi bại. Linh hồn không có chỗ dựa cũng sẽ dần dần tiêu hao, biến thành cô ở trong thiên địa. Ấy, giờ phải làm sao? Đi gọi người tới xem thử. Không ngờ vẫn xảy ra vấn đề. Không phải là nguyên thần lại có thể hoàn toàn rời khỏi nhục thần, sao hắn làm được? Chuyện này sợ rằng không phải là hắn làm. Ôi đồ, chuyện gì đây? Linh hồn xuất khiếu. Phụ hoàng. Cái gì? Đang hoàng vậy mà tới rồi. Vãn bối tham kiến Đao Hoàng. Đại danh của Đao Hoàng lừng lẫy cổ kim, hôm nay gặp được quả nhiên là người đời không lừa ta. Nếu là đầu là hư danh mà thôi. Phụ hoàng, người mau nhìn Diệp Thần, nhục thân của hắn vẫn đang khô héo. Chuyện này ngài ấy không được, vẫn phải xem cô của cháu. Không sai, vẫn là giao cho ta đi. Ta cần một người có cấp bậc linh hồn ở thiên giai đỉnh phong, Sở Linh Nhi. Phong chủ của Ngọc Nữ Phong của Quý Tông đang ở đâu? Là vãn bối. Ngươi đứng ở trước người của ta, dùng khóa xích linh hồn của ngươi trói ba linh hồn của hắn lại, những chuyện còn lại giao cho ta. Được. Hợp. Xem ra cô thật sự là có cách. Sở Huyền, một vị phong chủ khác của Ngọc Nữ Phong có ở đây hay không? Thưa tiền bối, Sở Huyền chưa quay về tông môn. Huyền Ninh chi thể, ngươi cũng có thể tới đứng ở trước người của ta. Được. Dùng lực lượng huyền ninh của ngươi khóa chặt nhục thân của Diệp Thần. Linh hồn của hắn là đang thoát ly khỏi nhục thân ở trạng thái vô thức bài xích lẫn nhau. Ta cần hai người các ngươi tâm ý tương thông, không được có một chút tạp niệm nào cả. Hiểu? Được. Thành công rồi sao? Thất bại rồi. Còn nhớ lời ta nói hay không? Lòng không tạp niệm. Lại. Lần sau nhất định là sẽ thành công. Chiến đại điện của Thiên Huyền Âm. Thành chủ, tại sao linh hồn của hắn lại đột nhiên phân tách? Xem ra suy đoán của ta là chính xác. Trên người của tiểu tử này quả nhiên là ẩn chứa bí mật lớn. Trong quan động phủ. Quay về vị trí. Cô, Diệp Thần hắn, linh hồn xuất khiếu đã quay về vị trí, tất cả đều ổn. Có điều vẫn cần một chút thời gian để linh hồn và nhục thân phù hợp hoàn toàn.
Vậy thì tốt. Nếu như Diệp Thần đã không sao nữa rồi, vậy chúng ta thương lượng chuyện chính đi. Chúng ta mãi không khai chiến với Chính Dương Tông là vì đợi các vị, hiện nay Đao Hoàng đã xuất quan, vậy thì khai chiến đi. Nói thật, ta đánh không lại Pháp Luân Vương, cho dù là thời kỳ đỉnh phong, ta cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, huống chi lúc này ta còn không ở trạng thái đỉnh phong. Dù sao bọn ta đâu có bắt ngài đi solo với hắn, lực lượng của đội quân tu sĩ của chúng ta gấp 6 lần của Chính Dương Tông, cho dù là thực lực của Pháp Luân Vương mạnh nữa, chỉ dựa vào một mình hắn cũng không thể nào phá được cục diện cuộc chiến. Không sai, chúng ta có thể sử dụng chiến thuật biển người. Nếu đã như vậy thì chuẩn bị điều động người đi, đợi hắn tỉnh lại, chính là lúc chúng ta quyết chiến với Chính Dương Tông. Ba ngày sau. Thật sự là cảm giác đã lâu không có. Có điều, cũng không biết là bao lâu mới có thể khôi phục động lực. Hơn nữa cứ cảm thấy, sâu trong linh hồn của mình hình như là có thêm cái gì đó. Bỏ đi, nếu đã không có manh mối, vẫn là tới đại điện trước đi. Đại điện của Hằng Nhạc Tông. Tham kiến các vị tiền bối. Không cần phải câu lại như vậy đâu. Thương thế sao rồi? Ngoại trừ Tiên Luân Nhãn vẫn ở trạng thái ngủ say, các cái khác đều ổn. Tiểu tử, ngươi còn chưa ngưng tụ ra nguyên thần thì có thể linh hồn xuất khiếu. Đây là muốn bật hack lên trời à? Linh hồn xuất khiếu ư? Trong lúc ngươi bế quan thì linh hồn xuất khiếu, nếu không phải là có Phục Linh tiền bối tương trợ, sợ rằng sớm đã biến thành cô hồn dã quỷ rồi. Còn có chuyện này à? Không chỉ là công lao của ta, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi và Sở Linh Nhi, ta cũng không thể nào thuận lợi dung hợp linh hồn và nhục thân của Diệp Thần. Thì ra là vậy. Cảm ơn hai người. Biết cảm ơn thì tốt. Chức trách mà thôi. Tiểu hữu, trước kia ngươi có từng trải qua tình huống linh hồn xuất khiếu hay chưa? Chưa. Cái này thì chưa chắc, lần này ngươi linh hồn xuất khiếu, không phải cũng không hề phát giác ra chuyện này hay sao? Phải đó, nếu không phải là người khác nhắc nhở, ngươi căn bản cũng không biết chuyện này. Vậy ngươi có biết ngươi có ba linh hồn hay không? Cái gì ba linh hồn, chuyện này là sao? Chàng tự xem đi. Đồ, thật sự là như vậy. Lẽ nào chàng còn nghĩ bọn ta đang lừa chàng à? Xem ra ngươi có hy vọng ngưng tụ ra nguyên thần chức thiên cảnh. Tiền bối đánh giá ta quá cao rồi. Linh hồn xuất khiếu là một trong những dấu hiệu nguyên thần ngưng tụ. Thật hay giả? Là thật hay giả sau này ngươi sẽ biết. Phải, bây giờ nói chuyện về đại chiến đêm nay trước đi. Trong lúc ngươi bế quan, đại quân của Hằng Nhạc Tông, Viêm Hoàng, Thánh Vân Tông và các đại thế gia đã tới chiến trường trước. Đêm nay chính là thời khắc quyết chiến. Ta đã có giác ngộ rồi. Đây nè. Trưởng giáo, chuyện lớn không hay, đội quân tu sĩ của Thượng Quan gia ở Đông Nhạc, Tư Đồ gia ở Tây Thùng, Hồng gia ở Nam Cương, Đông Phương Thế gia, Tây Môn Thế gia và Bắc Thần Thế gia đang lao về phía của chúng ta. Báo, phía Bắc phát hiện đội quân tu sĩ của Hằng Nhạc Tông. Chúng ta còn nhìn thấy cờ chiến của Viêm Hoàng Bắc Sở cách tông ta không tới 20 dặm. Bẩm trưởng giáo, phía Tây phát hiện liên quân tu sĩ của Thanh Vân Tông và Đan Thành, cách tông ta chưa tới 30 dặm. Phía Nam phát hiện liên quân của tu sĩ Âu Dương Thế Gia, Mộ Vân Thế Gia, Lam Cung Thế Gia của Bắc Sở, Ngư Gia của Bàn Long Hải Vực và Hắc Long Đảo. Sao lại nhiều như vậy? Pháp lão, như này phải làm sao mới được đây? Bọn họ là đang ép ta sử dụng lá át chủ bài. Tốt, rất tốt. Giết. Thánh nữ. Xem ra còn có vài người vẫn chưa biết cô đã phản bội Chính Dương Tông. Những người này bình thường đều không có quyền lựa chọn,
chỉ có thể bị biến thành bia đỡ đạn. Thế giới này tàn nhẫn như thế đấy. Long Gia, ta tới cứu ngươi đây. Dưới nòng đất của chính Dương Tông, coi như là tiểu tử ngươi có lương tâm. Đồ nhã nhép, vậy mà lại dám xâm phạm chính Dương Tông của ta. Tốt, rất tốt. Diệp thần, cái đồ khi xui diệt tổ nhà ngươi, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc đầu ta lên một trường đập chết ngươi. Bây giờ nói mấy lời nhảm nhí này có ý nghĩa gì đây? Hơn nữa, dựa vào ngươi không có tư cách hống hách ở trước mặt của ta. Dù sao, hai quân đối chiến, giữa các lộc thống lĩnh với nhau mới có tư cách ngồi ngang hàng nói chuyện. Đúng không, Pháp Luân Vương? Chia rẽ ly gián ư? Không, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Thực lực của hắn do với lần gặp mặt trước đây càng đáng sợ hơn rồi. Có thể đấu với chiến vương, quả nhiên là thực lực mạnh mẽ. Cũng không biết là hắn so với sư tôn thì ai mạnh ai yếu. Như này cũng quá nhiều rồi. Đại quân Âm Minh thật sự là vượt qua dự liệu rất nhiều. Còn có nhiều bất ngờ hơn đang đợi người. Âm Minh Khôi Tướng, chẳng trách năm đó chiến vương cũng bị ép tới tiết biên hoàng. May mà chúng ta liên hợp, nếu không Nam Sở sợ rằng không có một thế lực nào có thể ngăn chặn đại quân Âm Minh khổng lồ như này. Các ngươi tưởng như vậy thì kết thúc rồi sao? Đó là... Là ai? Là lão tổ và trường giáo các đời của Hằng Nhạc Tông ta. Còn có lão tổ và trường giáo các đời của Thanh Vân Tông ta. Lần này bó tay rồi. Bọn họ ai cũng là Âm Minh tử tướng, cấp bậc chuẩn thiên cảnh. Tuy không bằng chuẩn thiên cảnh thật sự, nhưng mà chiến lực chắc chắn là không thể nào coi thường. Pháp Luân Vương đi đâu mà kiếm được nhiều nhục thân của nhiều cường giả như vậy? Hắn là người cùng thời với đại chiến vương, có đủ thời gian đi trộm xác của lão tổ rồi luyện thành Âm Minh tử tướng. Phải, hơn nữa ta dám khẳng định hắn tiếp theo đây chắc chắn là còn có chiêu sau. Đừng vội, còn chưa hết đâu. Đó nè. Ba người đó nè. Tị tổ Quang Long của chính Dương Tông, tị tổ Ngọc Cơ của Hằng Nhạc Tông, tị tổ Vân Khâu của Thanh Vân Tông. Ôi địch, thật là đại thủ bút. Nếu hắn cũng triệu hoán ra cửu hoàng của đại sở thì đó mới là chuyện bỏ tay nhất. Chính Dương Tông, đó là tổ tiên của các người. Các ngươi vậy mà lại để mặc Pháp Luân Vương hành hạ thi hài của bọn họ. Chỉ cần có thể đánh bại các ngươi thì có sao đâu chứ. Đây là thứ bản vương dùng để chinh chiến đại lục. Nếu các ngươi đã nóng lòng muốn chết, vậy thì đưa các ngươi lên đường trước đi. Giết. Hôm nay ta sẽ thay tổ tiên của chính Dương Tông thanh lý môn hộ. Cứ đánh tiếp như này chúng ta nhất định là sẽ thua. Căn nguyên vẫn là ở Pháp Luân Vương, chỉ cần giải quyết hắn, những Âm Minh tử tướng này sẽ tự biến mất. Ta đương nhiên là biết cái này, nhưng bây giờ hắn ở bên trong kết giới hộ sơn của chính Dương Tông. Với binh lực hiện nay của chúng ta, thật sự khó có thể công phá kết giới hộ sơn của chính Dương Tông. Tiểu tử mau vào đi. Ơi, giọng nói đó là Long Nhất ư? Ta phải đi vào không gian hư vô một chuyến, chỗ này giao cho cô, yên tâm đi.